Tiếp tục là một đường truyền sai và cơ hội phản công dành cho thế công Vitello. Pedro. Quá tinh tế và đầy sự lạ lùng. 2-0 cho thế công Vitello. Rất nhiều những tình huống đưa trái bóng tới với vị trí của Di Mario. Đường chuyền rất sáng tạo, không hề có lỗi biên vị. Lừa qua thủ môn Pedro. Không có tiếng còi của trọng tài Hòa Thanh Bình. Và đó chỉ là một tình huống phát bóng lên dành cho Đông Á Thanh Hóa mà thôi. Pedro đã rất cố gắng để đẩy quả bóng lừa qua Thanh Thắng. Nhưng ở trong những bước chạy sau đó thì Pedro đã bị đuối đà. Chưa có lỗi việc vị ở trong tình huống này. Rất đáng tiếc dành cho chân sút bằng áo số 97 bên phía thế công Vitello. Nhằm Mạnh Dũng. Lần này thì lá cờ việc vị đã được phất lên. Rất nhiều những tình huống tìm thấy sợi dây liên kết giữa Nhằm Mạnh Dũng và Pedro. Thanh Nam. Tiếp tục là một đường truyền sai và cơ hội phản công dành cho thế công Vitello. Pedro. Quá tinh tế và đầy sự lạ lùng. 2-0 cho thế công Vitello. Cả bộ đôi tiền đạo của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay đều đã lên tiếng. Trước đó là Nhâm Mạnh Dũng và bây giờ là Pedro. Bàn thắng đến ở phút thứ 35 và nó xuất phát từ một pha bóng chuyền sai của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Chỉ cần một đường chuyền phản công, lần này Pedro đã có một pha xử lý ấn tượng hơn, không phải là một pha qua người mà thay vào đó là một tình huống chế điểm kỹ thuật về phía góc xa. Người kiến tạo dành cho Pedro không ai khác, đó chính là đội trưởng Hoàng Đức. Một khoảng trống mênh mông. Và đúng là khi các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã kéo quân lên để tổ chức một tình huống tấn công thì họ đã không kịp lùi về. Với đường truyền phản công rất sắc lẹm của Hoàng Đức. Vào năm 2018-2019 thì ông Nguyễn Đức Thắng cũng đã có một khoảng thời gian dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì hai bên cũng đã có những lời chào hỏi rất thân mật với nhau.